Và xin chào cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh của Tâm Vlog. Cảm ơn cô chú anh chị thời gian qua luôn theo dõi ủng hộ kênh. Cảm ơn bà con. Chúc bà con thật nhiều sức khỏe. Và xem kênh bấm vào nút đăng ký bên dưới để cập nhật những mẫu ghe máy mới nhất theo tháng nha. Và hôm nay là hành trình tiếp tục đi giao máy và một con ở Hòa Bình, miền Bắc cô chú anh chị. Và một con đi giao mỏ cày Bến Tre ở miền Tây. Mời cô chú anh chị mình theo cuộc hành trình ngày hôm nay nha. Mời bà con chúc thật nhiều sức khỏe. Rồi, hôm nay em với anh Quang sẽ đi giao hai con này. Bây giờ anh Hiển với lại Đồng sắp xếp cột dây rồi bắt đầu xuất phát nha cô chú anh chị nha. Và bây giờ sẽ giao hai con, một con này giao ở mỏ cày Bến Tre, Volvo Penta 4. Giao em này trước. Rồi xong con đó thì giao chành nha. Ok, ok. Con bên đó thì mình giao chành để đi Hòa Bình. Ổn anh Hiển? Được rồi. Rồi, ok. Chuẩn bị mang ra xe nha cô chú anh chị nha. Ở gần thì bà con mình đến chợ Đồng Phú Vĩnh Long để xem máy và test máy trực tiếp nha cô chú anh chị nha. Rất cảm ơn bà con mình luôn tin tưởng ủng hộ kênh và luôn sát cánh cùng kênh của Tâm Vlog nha. Cảm ơn bà con. Chuẩn bị lên đường thôi. Con xe 240 này đẹp quá trời. Long lanh luôn. Bơm nước zin đi mô sạc có đủ hết. Quá đã. Chuẩn bị lên đường nha bà con. Em với anh Thắng thì bây giờ sẽ di chuyển ra ngoài để móc lên xe. Rồi mình đi giao nha cô chú anh chị nha. Ok, lên đường anh Cung. Xuất phát. Rồi ok, em cảm ơn Cuộc ơi. Dạ, Volvo đã giao xong cho ông anh. Và bây giờ còn một cái nữa. Đi Hà Nội nha cô chú anh chị nha. Chuẩn bị xe này lên chành bắt đầu quấn hết luôn. Anh em bây giờ gác bãi chân là lên đường Hòa Bình nha. Còn một con máy giao Hòa Bình nữa. Rớt dép luôn. Tụt con luôn. Tụt. Rồi lên. Rồi ok. Dạ. Rồi được rồi, được rồi. Máy này lên tới chành sẽ quấn lại nha cô chú anh chị nha. Volvo đã giao. Chuẩn bị lên đường. Ok, em với anh Quang đã tới nhà xe cho Phát Đạt. Dạ, đi miền ngoài nha cô chú anh chị nha. Đi Hòa Bình. Dạ, bây giờ vào đây bắt đầu giao máy thôi cô chú anh chị ạ. Chuẩn bị xuống máy nha. Ok, máy đã ra xong nha cô chú anh chị nha. Dạ, đây là chành xe của anh Hưng. Dạ, đi Hòa Bình nha cô chú anh chị nha. Những bà con lúc trước hỏi em á, dạ thì hôm nay có chành đi rồi nha bà con. Mọi thứ ổn định, ở đây ảnh có xe nâng được hết, rất là ok. Rất là sướng nha. Cho Phát Đạt. Rất đã nha bà con nha. Rồi bây giờ mang vào bên trong. Dạ để anh cân luôn. Còn một cục nữa nha cô chú anh chị. Ok. Dạ chành cho Phát Đạt bây giờ đã lên tới đây rồi. Xác nhận xong hết. Dạ quấn keo xong hết. Bây giờ gửi đi Hòa Bình nha cô chú anh chị nha. Cảm ơn bà con. Những bà con ở miền ngoài bây giờ em có nhận đi sẵn cho cô chú anh chị mình hết nha. Ok, Suzuki xe 40 đã hoàn thành. Bây giờ tiếp tục còn một cục cuối cùng nữa đi giao ở ngoài kinh Dương Vương cho ông anh. Cảm ơn bà con, tiếp tục nha. Ba con máy ngày hôm nay đã xuống xong hết cho tất cả bà con rồi và bây giờ em với anh Quang sẽ quay trở về. Ok không anh? Let's go. Và hẹn gặp lại cô chú anh chị vào 5 giờ ngày mai để xem tình hình clip ghe máy tiếp tục nha. Cảm ơn cô chú anh chị đã giao qua luôn tin tưởng và ủng hộ kênh. Cảm ơn bà con mình rất nhiều. Hẹn gặp lại, tạm biệt. Bye bye.